Xin chào bạn đọc của Bạn Điện Tử Giải Trí, rất vui khi bạn đọc đã quay trở lại với chuyên mục Khỏe và Đẹp. Và bạn thân mến, để có một vòng eo thon gọn cũng như là không có mỡ bụng là điều mà bao nhiêu là chị em mơ ước luôn, trong đó có cả Như Quỳnh nữa. Cho nên là vào một khoảng thời gian trước á, thì Bạn Điện Tử Giải Trí đã gửi đến bạn đọc một vài những cái động tác giúp cho chúng ta tan được mỡ bụng. Nhưng mà vẫn nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của bạn đọc. Cho nên là ngày hôm nay Như Quỳnh quyết định là đến phòng tập và tìm hiểu thêm một số động tác nữa để giúp cho vòng eo của chúng mình thon gọn hơn. Và đứng bên cạnh Như Quỳnh là một bạn huấn luyện viên rất là dễ thương, đó là bạn Thành. Và ngày hôm nay thì bạn Thành sẽ đồng hành cũng như là hướng dẫn chúng ta trong những bài tập về vòng eo nha. Mến chào bạn Thành. Dạ, mến chào chị Như Quỳnh cũng như là các bạn đọc báo Điện Tử Duyên Trí. Thì đúng như chị nói thì các bạn nữ nào thì cũng muốn như mình có một vòng eo thon gọn và săn chắc. Thì theo yêu cầu của chị Như Quỳnh, thì hôm nay em sẽ hỗ trợ mình tập một số bài tập giúp thon gọn phần eo cũng như là săn chắc phần cơ bụng của mình. Có thể tập tại nhà những bài thủ công đơn giản. Rồi mời chị theo em. Bài tập thứ hai trong chuỗi các bài tập giúp bạn có vòng eo thon gọn là bài tập đá chân bụng dưới. Cũng như bài tập cập bụng tuần trước chúng tôi đã chia sẻ, đá chân bụng dưới cũng là một bài tập đơn giản và cơ bản nhất mà người tập có thể tự tập tại nhà. Bài tập này tác động nhiều và trực tiếp nhất đến phần bụng dưới, giúp đánh tan mỡ thừa và giúp phần bụng dưới được săn chắc hơn. Bài tập bắt đầu bằng tư thế nằm ngửa dưới sàn hoặc dưới thảm tập. Hai tay duỗi thẳng, đặt sấp sát thân người. Hai bàn tay đặt chạm phần mông. Nhấc hai chân lên khỏi mặt sàn hoặc thảm tập, sao cho chân vuông góc với đùi. Khép chặt hai đầu gối và hớp chặt bụng. Việc nằm ngửa và gập chân sẽ khiến bạn phải dùng phần cơ bụng dưới để kéo toàn bộ nửa dưới của cơ thể hoặc gập lên, hạ xuống. Vì vậy, hãy cố gắng thả lỏng vùng cổ và tập trung lực gồng phần bụng để dùng bụng kéo cũng như di chuyển phần chân. Từ từ hạ hai chân xuống, giữ nguyên gốc và đầu gối khép chặt. Cho đến khi hai bàn chân gần chạm sàn thì đưa đầu gối về phía ngực, đồng thời siết chặt phần bụng để tạo lực thực hiện động tác này. Lưu ý, khi ở tư thế chuẩn bị, cần hít thật sâu. Khi tập, từ từ thở ra, đếm từ 1 đến 3 trong quá trình nâng hoặc hạ chân. Giữ chân ở vị trí gần chạm mặt sàn trong vòng 1 đến 2 giây. Tất cả các cử động đều phải diễn ra thật chậm rãi. Cần đảm bảo bạn sử dụng cơ bụng để nâng hoặc hạ chân trong các động tác. Bạn cần phải cảm nhận được cơ bụng mình đang hoạt động căng cứng trong suốt bài tập. Bài tập đạt hiệu quả tốt nhất khi thực hiện 15 lần, lặp lại cho mỗi động tác và chú ý thực hiện đúng kỹ thuật. Khi đã quen, bạn có thể thực hiện nhiều hơn 15 lần.